của chương trình Cà Phê Sáng. Một ngày mới bắt đầu trên bãi biển Đà Nẵng từ khá là sớm với việc tập thể dục và tắm biển của những người dân và khách du lịch. Nếu như mùa hè này quý vị và các bạn cũng có dịp đến với Đà Nẵng thì tôi xin chia sẻ một địa điểm để tắm biển và tập thể dục vào buổi sáng rất là mới mẻ, thú vị và hoàn toàn miễn phí ngay bây giờ. Cái cầu phao này là có ở đây được khoảng tuần lễ rồi, người ta ra đây đông vào buổi sáng không chiều. Bọn con rất hay rủ nhau ra cầu phao chơi. Thế nên vì sao lại rủ nhau ra đây chơi mà không ở chơi ở các điểm khác? Ở đây có thuận tiện và an toàn. Tắm ở đây nó an toàn hơn, vì xung quanh là có phao bao bọc hết, trẻ nhỏ là không ra được ngoài. Hệ thống phao chặn hết, cho mấy đứa nhỏ tắm rất là yên tâm. Thứ hai là đẹp. Chỉ có những khu có tập trung trong resort mới có thôi. Và những khu public công cộng là gần như là khu này là đầu tiên. Mình làm ở đây để tập thể dục. Có khu vui chơi bên kia, có chỗ để đá banh, còn có thể săn tô hay bún vui chơi với bạn bè. Everybody's happy and laughing. It's a great place to be. I absolutely love this. I feel like a little child when I'm on the cruise. I get young again. Hôm nay ba con đi, con mới chơi. Hôm nay con chơi để con thấy không? Sao con lại thấy? Dạ, tại vui mới đó. Đó cái tay nè. Chào ngày mới.